Trông mẹ con nhà nó khốn khổ chưa kìa. Này, các cậu làm như thế không thể quá đáng à? Tại sao đối xử mẹ tôi như thế chứ? Quá đáng cái gì mà quá đáng? Ai bảo đống rác trước mặt bọn tôi? Bọn tao thích như thế đấy. Mày có thích co tiếng với tao không? Này, cậu làm cái gì đây, bỏ ra! Làm cái gì đây hả? Này, mày chưa biết sợ à? Các cháu là bạn học của nhau, mà tại sao lại bắt nạt bạn như thế chứ? Nếu các cháu mà không thôi đi, bác sẽ báo với nhà trường kỷ luật các cháu đấy. Hôm nay đến đây thôi, đi về. Mẹ, mẹ xin lỗi con. Không sao đâu ạ, mẹ không bị em sao là tốt rồi. Nhưng mà còn cái đống giấy này. Không sao, đống giấy này không sao đâu. Nó chỉ hơi cháy một tí. Chỉ là bán ấy, nó được ít tiền hơn thôi. Cô, tôi tưởng chỗ cắt tông này 10 cân nhưng bị cháy nên chỉ được 40.000 thôi. Cộng thêm chỗ vỏ chai kia, 40.000 nữa là 80.000. Vâng ạ. Con ơi, con cầm tạm chỗ tiền này đóng quỹ lớp đi nhá. Rồi mai mẹ sẽ kiếm thêm. Thôi mẹ ạ, mẹ cứ cầm lấy. Mẹ còn lo tiền sinh hoạt ở nhà nữa, rồi còn lo cho em nữa chứ. Còn cái tiền kia để con nhặt thêm vỏ chai, con bán con kiếm thêm tiền ạ. Vất vả cho con rồi. Mà cũng muộn rồi đấy, mẹ về nghỉ ngơi đi ạ. Xong rồi mẹ nhớ mua đồ ăn cho em nhá, không là em đói đấy. Đây, mẹ cầm cho con cái cặp về nhá. Con tranh thủ con đi nhặt ít vỏ chai nhá. Mẹ về đi. Đúng là cái loại nghèo hèn, tiền quý lớp còn không đóng đủ mà. À, tao có cách này hay lắm. Cách gì? Hai cậu định làm gì chứ? Để tôi giúp cậu. Lạ thật đấy. Nãy mình đi qua chỗ này làm gì có đâu nhở. Lạ thật đấy. Nhiều ơi là nhiều luôn. Ở đây chờ chị nhá. Này, các cậu đang làm cái gì đấy?
Này, các cậu làm cái gì đấy? Nào, đi về. Ủa, sao nặng thế nhở? Cái gì thế này? Trời lọ của mình đâu rồi? Là ai? Ai đã làm chuyện này? Trời ơi! Đúng rồi, chắc chắn là các cậu đây. Sao lại quá đáng như thế cơ chứ? Mình đã nhận cả một buổi trời liền. Trời ơi! Con bé Vi đấy chắc sốc lắm nhở. Mà không biết là mẹ nói với nó sẽ cảm thấy như nào khi mà hộp cơm toàn đất cát nhở. Còn như thế nào được nữa, chắc chắn là khóc lóc ỉ ôi rồi. Yêu ơi, không hiểu sao nhá, tao nhìn mấy đứa nghèo hèn khóc lóc ấy, tao có thấy vui vui nào ấy. Các cậu trêu đùa trên nỗi khổ của người khác lắm chứ gì. Cậu là ai đấy? Cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi sẽ cho các cậu một bài học về việc khinh thường người nghèo và bắt nạt bạn học là như thế nào. Sao này? Chuyện này thế nào? Các cậu là tiểu thư, cậu ấm nhà giàu nên không hiểu được nỗi vất vả của người lao động nghèo, nên coi thường, bắt nạt người nghèo. Hôm nay các cậu sẽ là một trong những số họ. Cậu nói cái gì đấy? Cậu ta đâu rồi? Cậu ta biến mất rồi, phải làm thế nào bây giờ? Tôi làm sao mà biết được? Thôi bây giờ cứ về nhà đi đã. Ồ, thế thôi về nhà đi. À! Đồ ăn xin, cút khỏi đây. Bố là con đấy mà. Bố không nhận được con à? Bố! Con gái tao không phải là mày, đừng có mà thế sao mất còn làm họ. Tao báo công an á, túm hết cổ bọn mày lại đấy. Con là con gái rượu của bố mà. Sao đấy nhở? Tất cả nhà chả ai nhận ra mình cả. Mẹ ơi, mở cửa cho con. Con Vũ đây mà. Mẹ ơi, con trai cưng của mẹ đây mà. Mẹ ơi, nhà cậu cũng không ai nhận ra cậu à? Cậu cũng thế à? Ừ, mọi người không những đuổi tớ ra ngoài, còn đánh tớ, xong mà còn đòi báo công an nữa cơ. Có chuyện gì với hai đứa mình đấy nhở? Tớ làm sao mà biết được. Tớ đói quá. Tớ cũng thế, nhưng mà chả ai cho mình đồ ăn cả. Hay là mình kiếm tiền để đi mua đồ ăn đi. Nhưng mà từ bé đến giờ tớ với cậu có làm gì đâu, ai mà người ta nhận. À, cậu nhớ Vi không? Nó kiếm tiền bằng cách nhặt ve chai với cả bán đồng lát đấy. Hay là mình cũng thử đi. Ừ nhờ. Được đấy. Chứ tớ thèm đùi gà rán lắm rồi. Còn tớ thì thèm trà sữa với cả pizza. Đi. 60.000. Cái gì ạ? Sao lại được có mỗi 60.000? Chị ơi, bọn em vất vả đi kiếm ve chai cả một ngày, mệt lắm đấy ạ. Chỗ này á, còn chưa được bằng một cốc trà sữa. Ve chai chỉ có giá như thế thôi, thế có bán không? Dạ bán ạ. Chứ bọn em đói lắm rồi. Được có 60.000. Và làm việc cả ngày thế này kiếm được có mấy đồng, không bằng cả tiền ăn sáng được trước của tớ nữa. Cuối cùng mua được có mỗi 2 hộp cơm. Lao động kiếm tiền vất vả thật đấy. Vậy mà trước đây bọn mình còn coi thường và bắt nạt Vi nữa. Trải nghiệm làm việc này mới thấy bọn mình có lỗi với Vi và mẹ cậu ấy quá. Mẹ con cậu ấy đã khổ như thế rồi mà còn bị bọn mình bắt nạt, coi thường nữa chứ.
Ừ, tớ cũng thấy thế. Bây giờ nghèo rồi mới biết người nghèo sống chẳng dễ dàng tí nào cả. Vậy mà bọn mình còn cho đất cát vào hộp cơm của bác ấy, xong rồi còn cháo gạch và bao ve chai mà Vi đã vất vả kiếm cả một ngày. Hay là bọn mình đi xin lỗi Vi đi. Ừ, hay là bọn mình xin lỗi cậu ấy đi. À, cậu, à, bọn mình trở về như cũ rồi này. Đúng rồi này. Bố tớ nhắn tin. Mẹ tớ cũng nhắn này. Hai đứa mình không còn là hai đứa nghèo khổ lang thang nữa rồi. Cháu chào bác. Chào cậu. Sao cậu đến đây? Cậu đến đây làm gì đấy? Các cháu không được bắt nạt con gái bác. Nếu không bác báo nhà trường kỷ luật các cháu đấy. Bác ơi, bọn cháu biết lỗi rồi ạ. Bọn cháu đã hiểu được cuộc sống của những người lao động vất vả rồi ạ. Bọn cháu đến đây để xin lỗi bác và Vi vì những hành động của bọn cháu ạ. Các cậu nói thật á? Bọn tớ thật lòng muốn kết bạn thân với cậu. Cậu đồng ý chứ? Tớ... Tớ đồng ý. Vậy từ giờ nếu có thời gian rảnh, bọn tớ sẽ qua giúp bác và cậu nhặt ve chai nhá. Nào, bọn mình giúp bác và cậu ấy phân loại ve chai đi. Và cậu ấy này. Cậu ấy là ai? Các cậu hỏi Tôm á. Tôm? Tôm là ai? Cậu ý là bạn thân của tớ đấy. Tớ với cậu ấy chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn cơ. Nhưng mà cậu ý bị tai nạn và mất lên 1 năm rồi. Hồi còn sống, cậu ý hay giúp đỡ gia đình tớ lắm. Tớ với cậu ấy là bạn thân của nhau. Vậy à? Thì ra cậu ấy làm vậy để bảo vệ Vi. Cậu yên tâm, từ giờ bọn tớ sẽ bảo vệ Vi thay cậu. Làm cái gì đây? Tao nào cho vô một cái thôi. Đang ở chỗ công cộng mà. Công cộng công kệ. Nhưng mà người ta đang nhìn cái kia. Dài rồi bớt hóng đi. Bực cả mình, mất cả hứng. Bà nhìn như thế thì ai còn làm được cái gì mà tự nhiên. Bực hết cả mình. Đi hết mình hết đi được. Này, rác ý, tôi thích vứt đâu thì vứt, đấy là quyền của tôi. Còn nhặt rác là việc của các bà, lao công các bà đi mà dọn. Thích thái độ không, hả? Cậu định làm gì đấy hả? Cậu làm gì đó? Cho bà ta một trận đi. Cậu định đánh người hả?
cậu mà đánh tôi sẽ kiện cậu đấy. Em phải tách bố mày này này, mày kiện thì mình tách bố mày này, mày kiện đi. Chuyện này mày kiện đi. À này, lần sau ấy bà muốn lên mặt dạy đời ai thì phải biết mình là ai và ở đâu, nghe chưa? Lao công mà dám dạy đời người khác á, trò trưởng. Đi với em có một giờ. Alo sếp ạ. À, dạ sếp yên tâm, chắc chắn là dự án này sẽ thành công sếp ạ. Sếp ơi, dự án này mà thành công nhá, sếp phải nhớ thăng chức cho bọn em ấy. Nhất định rồi, nhớ đem hợp đồng về cho tôi và khẳng định được năng lực của cả hai của cậu. Vâng ạ. Em chào sếp ạ. Thưa chủ tịch, đối tác bên Hoa Minh đang ngồi chờ bên trong ạ. Dạ, chào chủ tịch Vi ạ. Chào chị ạ. Hai người ngồi đi. Tôi được biết là hôm nay hai người là công ty của bên Hoa Nam sang để chào dự án đúng không? Đúng rồi ạ. Chúng tôi rất tự tin về dự án lần này. Chúng tôi chỉ xin chủ tịch đúng 20 phút để trình bày ý tưởng thôi ạ. Dạ. Được rồi. Tại vì tôi cũng nghe qua giám đốc Quân bên đấy có nói về năng lực của hai người, và cũng nói là hai người cũng rất là tâm huyết với cái bản dự án lần này. Dạ. Thế nên là trình bày cho tôi nghe nhá. Dạ vâng ạ. Thưa chị, dự án có tên là Thành phố Chữa Lành ạ. Dự án này nói về những cuộc sống của những con người đã bị tổn thương về tâm lý, về tình yêu, về vật chất. Nên là chúng tôi muốn xây dựng một dự án để hoàn thành chữa lành cho mọi người. Nhân tiện đây thì tôi cũng muốn xây dựng một môi trường mang lại văn minh và tích cực để chữa lành tâm lý cho mọi người. Vừa rồi là ý tưởng của công ty chúng tôi. Tôi đọc qua thì tôi cũng thấy là dự án này cũng khá là hợp với công ty tôi, và có nhiều điểm tôi cũng khá là thích. Thế nên là tôi sẽ đọc kỹ qua một lần nữa nhé. Dạ vâng ạ. Xin lỗi. Alo, đang bận nhá. Có gì lát tôi gọi lại sau. Cái gì cơ? Cấp cứu bệnh viện á? Bệnh viện nào ạ? Dạ vâng ạ, tôi đến luôn. Ôi chị ơi. Xin lỗi hai người nhá, tại vì nhà tôi gặp sự cố, thế nên là tôi phải đi luôn. Có gì tôi đọc qua bản dự án này rồi tôi liên lạc lại sau nhá. Dạ, chị đi cẩn thận ạ. Đi cẩn thận ạ. Ôi xoáy. Sao thế? Hai cô cậu nói nhất định sẽ đem được hợp đồng về cơ mà. Sao tới giờ vẫn chưa thấy kết quả là sao? Dạ không phải đâu sếp ạ. Tại vì là do hôm nay bọn em hơi xui. Đáng ra là ký được rồi, nhưng mà tự dưng là người nhà sếp Vi lại có việc gấp. Thế cho nên là sếp Vi phải đi nên chưa ký được. Nhưng mà chắc chắn là bọn em sẽ ký được. Sếp yên tâm ạ. Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Sếp cứ tin tưởng bọn em ạ. Hai cô cậu mà không đem được hợp đồng đó về ấy, thì đừng có mơ lên làm phó giám đốc. Còn cô, đừng bao giờ nghĩ chức phó phòng. Dạ, em chào sếp ạ. Là em chào sếp ạ. Ôi giời ơi là rồi, sắp chốt được rồi, tự dưng lại cấp cứu cả bệnh viện cái gì cũng biết nữa cơ. Chắc là tại cái bà già hôm nay nên mình mới xui xẻo như thế. Đáng ra em phải đốt vía mới được. Này, đây có khi ấy, lại là cơ hội của bọn mình ấy. Cơ hội á? Cơ hội gì? Em ngốc thế nhờ. Cái thông tin người nhà của chủ tịch Trang đi cấp cứu, anh và em là người biết đầu tiên trong tất cả các đối thủ. Đúng. Ý anh là mình đi cửa trước hả? Em bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Trời. Bây giờ nhá, hợp đồng của mình ấy đang được chủ tịch Vi chú ý. Chỉ thiếu một vài điều khoản nữa thôi. Bây giờ chúng ta thể hiện thành ý, quan tâm, chăm sóc người nhà của chủ tịch Vi, đảm bảo ấy sẽ trúng đích ngay. Đúng. Bảo sao mà anh được cất nhắc lên phó giám đốc. Từ từ đã. Bây giờ để em thăm dò xem người nhà của chủ tịch là người như thế nào, thì mình mới biết được mà thăm hỏi cho nó đúng chứ. Được. Này, thì em hỏi đi nhá. Anh xuống hầm lấy xe. Ok. Chà. Em chào chị ạ. Chào chị ạ. Dạ, em nghe nói là bác nhà mình cũng được khỏe, nên là bọn em tới thăm sức khỏe bác ạ. Dạ, bác là người hiền lành đức độ, bọn em nghe thấy thế cũng rất là buồn ạ. Chị cho bọn em vào trong để chào hỏi bác được không ạ? Dạ. Dạ, bọn cháu là đối tác thân tình ở công ty chị Vi.
Dạ, bác ơi, bác thấy trông người thế nào rồi ạ? Hôm nay bọn cháu đến đây thăm bác, chúc bác sớm bình phục ạ. Chắc chắn ý, là bác sẽ khỏe anh ơi. Bác là người hiền lành tử tế, chắc hẳn là sẽ có ông trời phù hộ cho bác nhờ. Đúng, đúng, đúng. Đúng vậy, ơn trời tôi vẫn khỏe. Thật không ngờ được gặp lại hai người ở đây đấy. Là bà. Tôi định là ngày mai sẽ gặp hai người để nói chuyện. Thế nhưng mà ngày hôm nay hai người đã đến tận đây rồi. Để giả nhân giả nghĩa à? Chủ tịch biết hết rồi ạ. Xung quanh công ty tôi đều có lắp camera. Và tất nhiên những hành động hai người xả rác bừa bãi và hành hung mẹ tôi ấy đã được ghi lại rồi. Và tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho hai người đâu. Thưa chủ tịch, bọn em không biết đây là mẹ của chủ tịch. Chứ bọn em mà biết đấy là mẹ của chủ tịch ấy, thì có cho tiền bọn em cũng không dám làm như thế ạ. Dạ chủ tịch. Đúng rồi ạ. Đúng đấy ạ. Bọn em cứ tưởng bác ấy là lao công nên bọn em mới thế. Ý của hai người là nếu như không phải là mẹ tôi mà là một bác lao công bình thường khác, hai người cũng sẽ cư xử tùy tiện như thế à? À dạ không. Bọn em là không có ý đấy nhá. Mà bọn em không có ý. Rõ ràng hai người vừa thừa nhận mà. Nếu như mà mẹ tôi không tốt bụng, mẹ tôi không nhận làm thay cho bác lao công bị ốm đấy, thì ngày hôm nay bác ấy sẽ như thế nào chứ? Chủ tịch, bọn em biết là bọn em sai rồi ạ. Chủ tịch phạt gì bọn em xin chấp nhận hết ạ. Vâng, chủ tịch phạt gì cũng được ạ. À, hay là bọn em sẽ đi nhặt sạch rác ở cái con đường đấy, sau rồi hàng ngày bọn em sẽ qua đây chăm sóc cho bác, đến khi nào bác bình phục thì thôi ạ. Mong là chủ tịch tha cho bọn em ạ. Bọn cháu đắc tội với bác, bây giờ bọn cháu biết lỗi rồi ạ. Trong bác bỏ qua bọn cháu nhé. Bác ơi, bọn cháu trẻ người non dại nên hơi bồng bột, mong bác bỏ qua cho bọn cháu với ạ. Thôi, đừng giả đạo đức nữa. Các người có nghe câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời chưa? Với những cái loại người mà coi thường người khác, hành hung người khác dã man như thế ấy, nếu mà không trừng phạt thích đáng thì sẽ không bao giờ thay đổi. Trừng phạt? Chủ tịch định phạt gì ạ? Hợp đồng ấy à? Tôi sẽ không ký hợp đồng với những người coi thường người khác, dù dự án đấy có tốt thế nào đi chăng nữa. Và thứ hai, tôi sẽ gửi đoạn clip lên cho sếp của các người xem. Chủ tịch, và cuối cùng, tất cả những hình ảnh mà hai người xả rác bừa bãi và hành hung mẹ tôi sẽ đâm đơn kiện lên tòa. Lúc đấy nhá, hai người về thuê luật sư và bào chữa cho hành động của mình đi. Chị ơi, chị tha thứ cho bọn em được không ạ? Thôi, đừng nói nữa. Bây giờ, đi ra khỏi nhà tôi và mang tất cả cái quà cáp của hai người về ngay lập tức bây giờ, nếu không tôi gọi bảo vệ lên đấy. Em đi. Đi. Làm nào bây giờ? Anh có biết. Bây giờ ấy. Xem. Dạ alo sếp, em nghe ạ. Cái gì? Kỷ luật và đuổi việc bọn em ấy ạ? Ôi sếp ơi, không phải như thế đâu ạ. Ôi sếp ơi. Sếp đuổi việc mình á? Trời ạ, chết mất tôi. Trời đất ơi. Thế giờ hôm nay anh đánh cái bà già đấy làm gì? Bây giờ thấy hậu quả chưa? Này, chứ không phải em xả rác à? Nếu mà em không xả rác ra đường ấy thì không có chuyện ngày hôm nay đâu. Bây giờ anh trách tôi đấy à? Này cậu kia, xả rác ra đường thế à? Thùng rác ở đâu à? Nhặt lên. Không nghĩ rác gì cả. Ôi, trời.